Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mua Bán Xe Cũ. Em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì em lên cho quý vị anh chị một cái chiếc xe mà vẫn được coi là mẫu xe hạng D quốc dân. Đấy, một chiếc Mazda 6. Chiếc này của em thì là bản 2.0 Premium, sản xuất 2019 luôn. Đấy, rất rất mới luôn, màu đỏ. Lăn bánh được 4 vạn km thôi, tên cá nhân lại còn sẵn biển số Hà Nội rồi. Các bác lấy về chỉ việc đi thôi. Chỉ có cái màu mà của Mazda ấy, thì nó mới được cái màu đỏ pha lê đẹp như này. Còn lại mà những cái chiếc xe mà trong cùng phân khúc ấy, thì nó sẽ không có cái màu đỏ pha lê đẹp như này đâu. Đây, hai vị trí nhớ ghế này, ghế chỉnh điện này. Mazda thì được cái là nội thất của nó kém hơn so với cả những cái dòng khác ấy. Thế nhưng mà đây, các bác nhìn xem này, một chiếc xe mà chạy 4 vạn nhưng mà ghế má các thứ nó vẫn mới như này thì chứng tỏ là chủ xe rất là giữ gìn, đúng không các bác? Còn thường ấy thì là Mazda chạy cỡ khoảng 4-5 vạn ấy là ghế nó bắt đầu nhìn nó kém đi rồi. Đấy. Option thì cũng rất là đầy đủ thôi. Bởi vì là Mazda ấy thì là nó không như các cái dòng khác. Mazda là thiên về đẹp và option. Chạy thì nó hơi ồn. Đấy, các bác nào thì biết rồi, nhưng mà nói chung là ai mà đã yêu thích Mazda rồi thì không thể thích được cái dòng xe khác, bởi vì nó rất là đẹp và thiết kế option của nó thì nó là quá là đủ đầy rồi. Đây, hắt kính lái các thứ này, các bác nhìn này. Lăn bánh được 41.000 km nhá. Full option luôn, bản premium. Tích hợp phím vô lăng thoại rảnh tay này, ngoài ra thì Mazda 6 này nó có cả gầy số vô lăng rồi nhá các bác nhá. Cruise control này, đấy, đèn auto rồi thì cảm biến gạt mưa auto này, điều hòa tự động độc lập hai vùng này. Đây là các chế độ lái của nó này. Ngoài ra thì cái này nó là phanh tay điện, à cái chỉnh chuột này này. Chỉnh chuột này thì nó cũng như kiểu là của Mac ấy, nó cũng có một cái chỉnh chuột này để chỉnh màn hình như này các bác. Đấy, chúng ta có thể chỉnh ở đây. Tất nhiên là đã có phanh tay điện tử rồi. Nhất là cái bản này thì được cái dàn loa Bose. Đây. Mazda 6 này thì nó được dàn loa Bose rất là hay, và bản full kịch này thì nó có thêm cả hắt kính lái này. Hình như còn cả cảnh báo vượt trên gương nữa. Đấy. Chiếc này của em thì đã tặng kèm luôn các bác một bộ cam hành trình luôn nhá. Đấy. Nói chung là cũng lấy về chỉ việc đi thôi. Mới cực kỳ luôn. Màu đỏ crystal. Đây. Cực kỳ là rộng rãi, bởi vì Mazda 6 thì nó là phân khúc hạng D, nó không như Mazda 3. Mazda 3 thì nó hơi chật. Mazda 6 là một chiếc xe mà phân khúc hạng D cạnh tranh trực tiếp với cả Toyota Camry. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn, hoặc là Kia K5. Tên cá nhân sẵn biển số Hà Nội nhá. Nói chung là riêng mà về vẻ ngoài ấy, thì trong cái các cái chiếc xe mà cùng phân khúc ấy thì đảm bảo là không có chiếc nào ăn được Mazda cả. Thiết kế lúc nào cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, option thì nhiều. Đây. Lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ nhá các bác nhá. Chưa dùng đến luôn, đồ kích lốp các thứ này. Tất cả đều còn nguyên bản theo xe. Chất lượng thì các bác cứ đi check test thoải mái đi cho cẩn thận. Đấy. Chứ còn nhiều khi em là người bán nói không ai tin cả. Cứ mang vào hãng check hoặc là nhờ anh em thợ thuyền gì cũng được. Gara showroom check ở đâu cũng được nha các bác nhá. Đấy. Lốp thì vẫn còn rất là dày. Cái loại lốp này thì các bác cứ đi thoải mái đi. Cỡ khoảng 2 vạn nữa thì thay. Thay theo mức độ an toàn thôi, chứ còn thực ra đi vẫn được 3 vạn bình thường. Quá là rộng rãi luôn, thực sự là như vậy. Rộng rãi, đẹp, nhiều option, đúng không ạ? Mà lại còn một chiếc xe sẵn biển Hà Nội, chạy ít nữa. Quá là nhiều tiêu chí để mua, đúng không ạ? Tiết kiệm được rất là nhiều tiền ở cái thời điểm hiện tại. Đây này, ốc át các thứ này, zin hết nhá. Hoặc là như kể cả những cái mà đây, keo chỉ các thứ này, bên này cũng cam kết đầy đủ hết luôn nhá. Tất cả mọi thứ, riêng về chất lượng và thủ tục pháp lý. Hiện tại thì em đang chào bán một chiếc Mazda 6 sản xuất đời 2019 bản 2.0 Premium, tên cá nhân sẵn biển số Hà Nội rồi. Lăn bánh được 4 vạn km. Chiếc này thì em đang chào bán với cái mức giá là 750 triệu đồng có thương lượng. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để góc màn hình, cũng chính là số Zalo của em luôn nhá. Chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ.